Ok, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với một cái series cho Quỳnh Misa, một chú gấu đáng yêu. Nhiệm vụ của chúng ta là đạt trọng lượng 3 triệu điểm. Một con gấu cute phô mai que. Và ngoài trời bắt đầu mưa rồi. Một cơn mưa khá to từ các bạn. Lụm chào lụm chào. Lụm chào mày hà bưởi. Đó là một pha bẻ lái đầu tiên. Tiếp tục là một pha ôm cua. Vâng, em rồng xanh của chúng ta đã làm gọn trong lưới. Quỳnh Misa của chúng ta đã lên được top 7 server. Oh man, zombie đá với chúng tôi. Em zombie đá của chúng ta đã bị khóa rất nhanh. Tiếp tục là một pha săn mồi. Pha này thì cứ gọi là hết sảy ông 37. Hai chú sâu đã bị bao vây. What the hell man? Lại là đồ ăn free. Cơ hội để chúng ta gia tăng điểm số. Các bạn đang xem video thì cho mình xin một like và một subscribe nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạn nào yêu thích về game console thì cứ để lại comment cho mình. Mình sẽ làm video để gửi tặng cho các bạn. Những chú sâu cute phô mai que. Sánh ngọc với chúng tôi. Vâng, em ấy không kịp chạy thưa các bạn. Và đó là một pha lụm chào. Tranh thủ đi ăn hồi. What the hell man? Vâng, chú ngựa nhỏ của chúng ta vừa mới toang xong. Đồ ăn là rất nhiều.
Bây giờ thì con sâu của chúng ta đã lên được top 1 server. Những pha di chuyển rất khẩn trương. Oh man, mày hả bưởi. Wow, một con sâu rất to thưa các bạn. Đó là một con lưỡi hái tử thần. Pha này thì hết nước chấm rồi. Nguy hiểm quá. Lưỡi hái tử thần của chúng ta cũng toang rồi. What the hell man. Rất nhiều đồ ăn furry thưa các bạn. Quỳnh Misa của chúng ta đã có 1 triệu điểm rồi. Bây giờ sẽ là một chú sâu màu trắng vô cùng ác liệt. Một cú tông rất mạnh. Ác ôn đờ lông thôn. What the hell man. Mày hà bưởi. Bánh xác rồi. Tiếp tục là một pha di chuyển. Chạy đi đâu cho khỏi nắng hả bưởi. What the hell man. Chui vào đây là toang rồi. Nó đã bị mình dụ thưa các bạn. Vâng, nó đã bị mình lừa. Một pha di chuyển rất ẩu. Wow, một cái xác rất dài. Ngay lập tức một con sâu đã toang. Bên cạnh chúng ta là một con sâu top 2 server. Một con sâu siêu to khổng lồ của nhà bà Thân Vlog. Rất mạo hiểm. Vâng, đó lại là một cú đơm. Thank you.
Wow, một con sâu siêu to khổng lồ. Mày hả bưởi, chạy đi đâu cho khỏi nắng? Bưởi với chúng tôi. What the hell man? Một con sâu vừa mới toang xong. Ok lộn cháo. Vâng, con sâu của chúng ta đã toang rồi thưa các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.